Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm chăm sóc xe hơi Minh Phát Auto, có địa chỉ tại số 1307 đường tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Ở đây là một trong những trung tâm mà bên mình vừa set up và đi vào hoạt động trong thời gian vừa qua. Thì với rất là nhiều đầu mục dịch vụ và diện tích mặt bằng được bố trí rất là gọn gàng, hiện đại, thì để bố trí và set up được như một trung tâm như thế này thì cần chú ý như thế nào? Thì mời quý vị và các bạn cùng mình hôm nay tham quan một vòng trung tâm chăm sóc xe hơi Minh Phát Auto để tham khảo một cái mô hình set up và những đầu mục dịch vụ có tại trung tâm nhé. Đến với trung tâm Minh Phát Auto thì có tổng diện tích mặt bằng của mình là 15m và chiều sâu của mình là 13m. Ở đây sẽ được chia làm 3 khoang dịch vụ. Đấy, làm sẽ được làm chia làm 3 khoang. Đấy. Khoang thứ nhất thì của mình sẽ được chia làm cái khu vực rửa xe. Đấy, ở đây sẽ là bố trí làm 2 cái khu vực rửa xe, một khu vực rửa xe có cầu lông một trụ. Đấy, và một khu vực tráng bọt ở bên trong. Đấy. Khi mà rửa xe xong thì tráng bọt xong thì các bạn sẽ quay ra khu vực hút bụi lau khô ở khu vực phía ngoài này. Đấy. Thì đối với 2 cái khoang rửa này của mình sẽ được bố trí diện tích là 4,5m nhân với cả 6m. 4,5m nhân 6m. Thì đến với trung tâm này thì về chiều sâu của mình nó cũng không phải là quá lý tưởng, nhưng mà sẽ tính toán từng mét một để làm sao sắp xe nó rất là gọn gàng và đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng nhé. Tiến sâu vào bên trong đây của mình nữa thì sẽ còn được bố trí một cái khu vực mà để làm các dịch vụ chuyên sâu, đó là các khu vực mà làm nội thất này, bảo dưỡng nhanh thay dầu thay nhớt ở đây, và có một khu vực làm lốp ở đây nha các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể thấy là được bố trí rất là gọn gàng và đáp ứng được cái công việc liên tục của mình. Đấy. Thì ở đây sẽ được làm bố trí làm 2 khoang, một khu vực làm lốp này và một khu vực bảo dưỡng nhanh thay dầu thay nhớt ở đây. Đấy. Thì đây của mình sẽ còn có cái một góc này để ra khoảng tầm 1,5m, 2m này để làm cái bồn này. Thì vừa đây là một cái bồn và là một cái khu vực, một cái giá để đổ cũng rất là tiện lợi đấy. Rất là nhiều những trung tâm sẽ phải mặt bằng đi thuê đấy, cho nên phải tận dụng từng mét vuông một để tận dụng các cái khoang dịch vụ. Và đến với một trung tâm thì không thể thiếu được những cái phòng chức năng đấy, từ nhà vệ sinh đến phòng kho bãi này, đến khu vực khách ngồi chờ và đến khu vực nhà nghỉ cho nhân sự đấy. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, với tổng diện tích chiều sâu có 13 mét vuông thôi, thì ở đây bên mình đã set up cho trung tâm sẽ có từ nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh là rộng 1,5m và dài ra là 2,5m. Thì vừa cái không gian này sẽ có thể vừa cho khách hàng rất là sạch sẽ và rộng rãi, để cho vừa nhân sự này, khách hàng có thể giải quyết nhu cầu cá nhân ở đây. Đấy, và một trung tâm thì không thể thiếu được có một cái phòng kho. Đây là phòng kho, phòng máy, thì với diện tích cũng khá là khiêm tốn, thì bên mình set up cho trung tâm đó là một cái phòng kho có tổng diện tích là 2m này nhân 3m. Đấy, 2m nhân 3m. Thì ở đây sẽ được bố trí là một chiếc máy nén khí này, và làm các cái giá kệ để đồ này. Vì làm một cái trung tâm chăm sóc xe và làm một trung tâm gara thì có rất là nhiều các cái phụ kiện nhỏ này, đồ nghề nó cần rất là nhiều các phụ kiện. Thì mình sẽ có một cái phòng kho như này để tập kết tất cả các vật liệu này, các cái đồ nghề của mình cho vào đây, thì trung tâm nó sẽ rất là gọn gàng. Đấy. Và đặc biệt có cái phòng kho thì có một cái lợi ích rất là nhiều, đó là nơi chứa vitamin động lực nha các bạn nhé, chứa rất là nhiều vitamin động lực để anh em thư giãn cuối tuần hoặc là cuối ngày. Đấy. Thì đây có một cái phòng kho của mình sẽ là rộng 2m và dài ra 3m. Đối với những cái trung tâm mà tại thành phố, đặc biệt đối với những thành phố Thủ Đức như này, thì cái nhân sự của mình hầu như là nhân sự tỉnh, để mà đảm bảo cho cái điều kiện cho nhân sự vận hành ở trung tâm thì không thể thiếu được đó là một cái phòng ngủ cho nhân sự của mình. Thì ở đây cái phòng ngủ cho nhân sự của mình sẽ được bố trí là một cái tầng gác lửng lên trên của cái phòng khách và phòng nhà vệ sinh, với tổng diện tích của mình nó là 3m, khoảng tầm 9m², sẽ được tận dụng làm ở gác, phần gác trên nhé. Đấy. Ở đây mình sẽ bố trí thêm cái khu vực cầu thang đi lên phần gác trên của mình, nó sẽ là rộng tối thiểu 60 phân để các bạn có thể đi lên vận hành khu vực tầng gác lửng nhân sự ngủ ở đây. Đấy. Và đặc biệt ở đây thì nhu cầu khách để mà làm các dịch vụ rất chuyên sâu thì sẽ có bộ phận tiếp khách và ngồi chờ ở đây,
bằng phương án rất là hữu hiệu, đó là ngồi ghế ở ngoài thôi. Vì tận dụng các không gian diện tích mặt bằng ở trung tâm thì mình sẽ tận dụng rất là nhiều cái đầu mục dịch vụ, cho nên cũng chưa thể đáp ứng được cái sự chuyên nghiệp bằng một cái phòng khách với diện tích này rất là nhỏ, nên chưa bố trí được cái phòng khách chuyên sâu đó. Và ở đây của mình thì sẽ có một cái phòng chức năng nữa. Phòng này thì không thể thiếu đối với những trung tâm chăm sóc xe. Ở đây của mình sẽ có một phòng thi công. Đây thì là phòng này thì được kết hợp từ làm phòng sơn này, sửa chữa này, đến đánh bóng, điều chỉnh bề mặt sơn ở đây. Đấy. Thì phòng tiêu chuẩn, phòng thi công này của mình đang được bố trí là dài rộng 4, dài 7 nha các bạn nhé. Đấy. Trung tâm thì làm rất là nhiều dịch vụ từ đồng sơn, sửa chữa. Cho nên tất cả các phòng này đều được thiết kế và thi công theo hai cái phương án luôn, là vừa có thể sơn sấy này và vừa có thể đánh bóng phủ ceramic tại cái phòng phủ này. Vâng, vừa rồi là mình vừa cùng quý vị các bạn đi tham quan một vòng tại trung tâm chăm sóc xe hơi Minh Phát Auto. Và đây là một mặt bằng cũng khá là khiêm tốn, không phải là quá lý tưởng, nhưng đáp ứng được rất là nhiều các tiêu chuẩn từ làm rửa xe đến các dịch vụ chuyên sâu, đồng sơn sửa chữa. Đấy. Và các bạn đang có nhu cầu quan tâm đến setup trung tâm chăm sóc xe và quan tâm đến những trang thiết bị chăm sóc xe thì hãy liên hệ với mình qua số hotline trên để được bên mình hỗ trợ tư vấn lựa chọn ra những trang thiết bị và phương án setup cho trung tâm của mình phù hợp nhất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến video này của mình. Đừng quên ấn like, subscribe để mỗi khi bên mình ra sóng thì các bạn sẽ nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.